Thưa quý vị và các bạn, gần 5 năm qua, mỗi tháng một lần, chị Mã Ngọc Ngân, 30 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đều đặn mang những suất cơm nghĩa tình đến cho bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau. Không chỉ hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân tâm thần, hễ nghe đâu có hoàn cảnh khó khăn, chị cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chuyện tử tế ngày hôm nay mời quý vị gặp gỡ người phụ nữ giàu lòng nhân ái này. Trong căn nhà nằm ở đường số 4 Ngô Quyền, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau, những chị em phụ nữ này tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thức ăn. Đây là địa điểm mà chị Ngân cùng những người có chung tình yêu với công việc thiện nguyện tập hợp lại để nấu những suất cơm, gửi tặng bệnh nhân tâm thần và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thường thì hàng tháng thì tụi tôi làm ở trong trung tâm tâm thần, còn nếu như có nhiều thời gian rảnh thì nấu thêm để phát ở ngoài cho các bà con lao động nghèo. Mình tham gia cái hoạt động này thì cũng hai dạo gần đây thôi, khoảng 4-5 tháng trở lại à. Đi trao những cái phần quà nhỏ cho mọi người, cảm thấy sự yêu thương á, mình được lan tỏa nhiều lắm. Ngân thì rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, nói chung là những cái vấn đề mà về xã hội là Ngân dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết. Năm 2019, trong những lần chị Ngân tham gia hoạt động thiện nguyện, biết được ở Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau, nhiều trường hợp đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn. Có người không có thân nhân, thậm chí bị gia đình bỏ rơi. Với mong muốn chia sẻ phần nào với những bệnh nhân kém may mắn, ý tưởng hỗ trợ suất ăn cho các bệnh nhân tâm thần ra đời. Muốn giúp đỡ lẫn nhau. Duy trì mấy năm nay là 17 âm lịch. Sáng thì mình sơ chế, mình nấu. Tới trưa có 1 giờ mấy là mình xuất phát vô chổng, cỡ 3 giờ là mình phát ra cho ăn. Thời gian đầu chưa có nhiều người biết đến bếp ăn, một mình chị Ngân tự làm tất cả công việc, tự đi chợ mua thực phẩm đến sơ chế, chế biến những suất ăn. Sau này thông qua bạn bè, hoạt động ý nghĩa này được nhiều người biết đến hơn và cùng chung tay góp sức duy trì. Chúng em là chia sẻ với đơn vị chị rất nhiều cái khó khăn, từ cái cơ sở vật chất đến tất cả các bữa ăn hỗ trợ cho các em. Em là đội ngũ trẻ, nhưng mà em có rất là tâm huyết với cái thiện nguyện này. Một buổi ăn giúp cho được nhiều người bớt được gánh nặng. Có mong muốn là cái bếp ăn này sẽ duy trì lâu dài. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến, việc làm của chị Ngân trong suốt thời gian qua đã kết nối được vòng tay nhân ái trong xã hội, cùng chia sẻ yêu thương trong cuộc sống.